Đây là phê mát của Superstar. Hôm nay dựng diễn ra còn có vài thùng lép thôi. Thấy không? Quý vị thấy phê mát không? Đó, double check đàng hoàng. Mỗi một cái là nằm ở trong một cái ấy đàng hoàng, thấy không? Rất là... Alo chị Châu. Đó, thấy không? See. 4 layer nha, có carbon đàng hoàng nha, protection Vmax đàng hoàng nha, đó làm là phải good, không good là không phải là Danny. Đó, đơn hàng quá chừng, làm quá chừng quá đất, gửi đi cho thank you for superstar audience đã ủng hộ Danny trong những thời gian qua. Để đây này mở cái thùng hộp phê mát ra nha, rất là dày bạn ơi, thấy không? Cái màu xanh đó nó dày nè, nó có 3 lớp thôi, 3-4 lớp thôi, nhưng mà nó không có cái túi carbon nè. Nè, mình cắt ra luôn nha. Các bạn phải cắt ra các bạn mới thấy. Ok, ý mình là một lớp nè, lớp giữa này là các bạn check coi nó bằng giấy nè. Bạn check coi nó bằng giấy nè, thấy không? Nó bằng giấy chứ nó không có cái túi carbon như mình. Đó là lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba nè. Rồi lớp thứ tư, nghĩa là các bạn đeo vô á là cái chemical các bạn dưỡng hít bình thường là cái này, còn cái này á là nó dày hơn cái này nó gấp đôi. Về chất lượng là nó tốt hơn cái này gấp đôi, mà nó có túi carbon nằm trong đây 4 lớp. Các bạn bây giờ mà kiếm một cái phê mát mà có túi carbon nằm ở trong đây á, mà nó bán cho bạn, mà các bạn mua một thùng mà 10 đồng là không bao giờ có luôn, kể cả Việt Nam cũng không có luôn nè. Một lớp đúng không? Đó, một lớp này là lớp chống vi khuẩn ở đây. Rồi cái lớp thứ hai là ngăn lại cồ cái chất độc nó vô. Đó, cái túi carbon nè, các bạn thấy không? Cái khí carbon này nó nằm ở đây á, là nó rất là mắc tiền. Do các bạn ngồi cắt thử ra coi, mấy bạn không có. Bây giờ không một chỗ nào có cái loại phê mát kiểu này đâu. Ok. Cái lớp thứ ba, cái lớp thứ tư là 4 lớp. Mà 4 lớp là không có giấy nằm trong đây nha. Các bạn thấy không? Các bạn mua á, là bị lầm rồi, bị điểu rồi. Các bạn thấy ở trong đây giấy không? Giấy nè, giấy giống như giấy này nè, giấy còn thua cái chất lượng giấy của nắp kinh này nữa, giấy còn thua nữa, giống như là giấy toilet vậy đó. Đó, mấy cái giấy đó nè. Còn cái này là không có nha. Sản phẩm của Danny là làm ra, Danny có một mình không làm thì thôi, mình làm nó phải tốt. Còn các bạn hỏi là ô cái phê mát của anh có đạt tiêu chuẩn hospital không? No, đừng hỏi. Nếu mà nói về mà đặt tiêu chuẩn hospital á, là mình đã bán ở trong hospital 30 đồng thùng rồi, chứ không có bán ở ngoài đây 30 đồng một hộp rồi, không có bán ở ngoài đây đâu. Ok, tất cả các phê mát luôn, mình có nói chuyện với lại bác sĩ luôn và nói tất cả các phê mát không có người nào đủ tiêu chuẩn FDA mà vô hospital rate nổi hết, không có luôn. Mà nếu mà đã có rồi á, là hầu như những người đó là có hợp đồng của chính phủ hết rồi. Mà thậm chí bây giờ đi check nó cũng không phải là KN95. KN95 là mình hiện giờ mình đang đeo á, mấy bạn biết một cái hộp đó mình mua bao nhiêu không? Hít vô là có 8 cái e ra. Một hộp đó đó là có tiền mua cũng không có được nha, là bạn mình mua giùm á. Cái hộp đó đó mình phải trả 150 đô đó. 150 đô là mua, mà gọi là mua hôn nha. Là cái KN95 á. Ok, cái này thì khi mà mình đeo vô cái này là mình không hửi, tại vì có cái túi carbon này
nó stop cái chemical rồi là mình hít vô thoải mái, là mình không có hửi được, mình không có nghe mùi luôn, mình không có nghe mùi liquid. Còn nếu mà mấy bạn mà đã từng làm nail rồi mà hửi cái này á, bình thường, thay vì cái này nó đâu có cái gì đâu mà ấy, nó tàn ngoài ra là cái tờ giấy giấy toilet. Nè, các bạn thấy cái ngoài cái tờ giấy toilet làm sao mà nó hử cái mùi, nó ngăn lại cái mùi mình được. Nó đâu có cái đồ lọc khí đâu mà ngăn cái mùi mình được. Cái này là các bạn đeo vô là vô dụng. Đó, còn cái này nè, là anh cho anh nè thử cái này mới nè. Đó. Nên lên ngồi nè. Anh đeo vô cái này thường xuyên, nghĩa là anh đi làm nail mỗi ngày, anh đi đeo cái này là hử được mùi đúng không? Hoặc anh thử đeo cái đó vô coi. Anh hử rồi, liquid là rất là nặng, anh hử sát vô luôn đi. Không có mùi. See? Không có mùi. Là bởi vì không có nghe được mùi, là cái thứ nhất á. Nó quan trọng là cái này nè. Nó quan trọng là cái này nè. Mà cái này bây giờ bên Việt Nam không có. Thực sự ra luôn. Anh cho anh cũng hỏi, bây giờ phê mát ở bên Trung Quốc đó, không có người nào mua đó. Người ta mua phê mát ở bên Việt Nam không à. Bắt đầu mình mới nói là anh cho anh đó, anh nói, anh cho anh, bên Việt Nam nó không có làm ra được cái này. Bên Việt Nam nó không có làm ra được cái này. Tất cả mọi cái nó đều nhập bên Trung Quốc, thậm chí là nó nhập thẳng luôn một con này, nó về nó chỉ bỏ mất anh Việt Nam vô thôi. Thật sự ra nó cũng không có làm nữa. Mà lúc mà nó làm á, là mọi thứ ở trong đây nè là bằng giấy không à, nó không có túi carbon, nó không có một cái gì protect, nó không có tiêu chuẩn của FDA, không có certified của chính phủ gì hết á. Còn bên đây anh thấy không, là cái mùi liquid nè, hũ liquid này nó rất là nồng đúng không, mà anh, khi mà anh đeo cái phê mát nó vô, anh hửi sát vô hết luôn, không có mùi. Cái quan trọng là cái này nè, chứ không phải là quan trọng cái phê mát bình thường mình đeo vô bằng giấy hồi nãy đây này xé ra đâu. Ok, hình như